Bình tĩnh, chúc chung suke sắc. Cạnh ngoài không? Cạnh ngoài. Sai rồi. Phải nhấc lên một cá thì đưa chân trước thì anh ơi. Cạnh ngoài. Cạnh ngoài không? Các cạnh này không nhau. Yeah. 1 2 3 4 mục tiêu này 5 em đừng nghe nhá để nhá 6 ngoài thẳng này 7 ngồi phải tôi trái của em 8 thẳng này nhá 9 10 rồi người paro thu về không trái paro lưu bên phải gạt hạ đẳng tấn ngắn chỉ chắc ngắn thôi bạn Huế ơi bây giờ ở đây quay dễ bước lên và đẳng đẳng nhá 2 mọi người đừng để cao quá để đúng chỗ dưới bắp này 3 lùi 1 chín thẳng 2 3 ngắn thôi bạn Giang ơi sao bước ngắn thôi bước dài thế bước lên đỡ trung đẳng mông thông anaki 1 cái tay này đó đứng cao nhé 2 thẳng 3 bạn ra khỏi này tự nhé lùi 1 đúng rồi 2 đúng rồi dựng lên nhá 3 ca hai đẳng tay trái tay trái tay trái cả rồi bước lên đỡ thượng đẳng onkunmaki 1 mọi người chú ý này đỡ khởi cái này chéo nhá óc chéo như này sao cho nó chặt qua tay này không chạm tay khỏe chưa đây 2 đồng ý đồng ý đồng ý trước trái bạn rồi 3 chú ý này chặt xuống không chạm tay nha lùi 1 2 3 đây đây nhá ga hạ đẳng tay trái đúng rồi bước lên đấm trung đẳng 1 2 3 tay phải tốt đấy lùi 1 2 3 bước lên tao rồi ngồi bước lên một bước rồi lùi chân phải gạt hết somaki tấn ngắn áp kusuge giặc hất chân những cái nơi nhá 1 2 3 đổi chân đúng rồi tốt đấy 1 Vinh xuống và tấn dài 2 tùy em 3 ngắn thôi em dài quá đổi chân từ trong ra ngoài 1 đúng rồi ngắn thôi bạn Giang ơi 2 ngắn 3
người thả lại đôi chân vinh co về xoay chân hạ xuống tập cái đó ấy đá cái gì hạ rồi em phải tập hạ ấy. Mình mới nhỉ hai một đi một hai vòng ra em nhỉ phải nhỉ nhấc này nhấc này đó vòng tròn nữa ba ở chân từ ngoài vào trong một nhìn thấy rồi hai vinh giật về xoay chân hạ ba đổi chân một hai vòng vào đi bạn Giang ơi ba vòng vào đổi chân sau áp áp chắc gì nha một ngắn với bạn Linh hai thẳng lên thẳng ngân sách chơi ba đừng ngắn nào tuổi nhân một hai ba đổi chân rồi Paolo bước lên đứng lên ngồi xuống 10 lần bắt đầu kiễng xuống hết kiễng đứng xòe đứng thẳng đi các bạn Mia đứng xòe đâu đứng thẳng ngồi đứng chân xòe ra nó đau háng Huyền đứng xòe rộng ra đứng xong này xong 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 rồi mọi người song song không đau đâu mọi người xòe ra nó rất đau vì cơ căng ra đều được chưa hét lên nghiêm xong rồi nghiêm đi nghiêm chào rồi dừng lại.